chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngân. Thì trong cái video ngày hôm nay á, Ngân sẽ làm món kẹo hồ lô ngào đường theo cái kiểu giống như là của Trung Quốc á mọi người. Thì cái loại trái cây này nè, mình sẽ làm lớp đường mình áo nó ở bên ngoài. Thì Ngân đã thấy rất là nhiều người làm cái này, nhưng mà Ngân thì chưa làm thử bao giờ, không biết là hôm nay làm có thành công hay không nữa. Nên là mọi người hãy nhớ xem đến hết clip để xem Ngân làm cái món này có thành công hay không nha. Thì ở đây hôm nay Ngân sẽ chuẩn bị đó là nho, kiwi, cherry và dâu. Ở đây thì Ngân chuẩn bị 200g đường và 200ml nước. Thì cái công thức này thì Ngân sẽ dựa theo cái công thức ở trên mạng. Thì người ta nói là cái lượng đường và cái lượng nước á thì nó sẽ bằng nhau mọi người. Thì Ngân cũng chỉ theo công thức trên mạng thôi, chứ Ngân cũng chưa từng làm, cũng không biết là hôm nay làm thành công hay thất bại nữa. Rồi bây giờ mời mọi người sẽ vào bếp cùng Ngân nha. Ở đây thì Ngân có chuẩn bị mấy cái que này nè mọi người. Để cái que này người ta hay xiên trong cái viên chiên á, để mình xiên qua mấy cái trái này nè. Rồi dâu á thì mình sẽ bỏ cái cuống của nó ra ha. Đây, mình xiên như nè mọi người. Đó, thì một xiên mình thích xiên bao nhiêu trái thì mình xiên thôi ha. Tay chắc cần xiên 3 trái ha. Đây. Rồi, giờ mình cứ xiên hết cái món này luôn. Không biết làm có thành công không nữa. Thấy trên mạng mấy chị hướng dẫn làm dễ quá à. Nhìn cũng thích. Đó. Cherry. Cherry thì Ngân sẽ bỏ cái cùi nó ra. Ủa cherry thì nó có cái hộp sao đâm ta. Cũng được. Tâm nó không có được thẳng cái trái mọi người, tại chính giữa nó có cái hộp á. Đây, kiwi này thì hả, Ngân sẽ gọt cái vỏ nó ra và mình cắt từng khoanh thôi mọi người. Và sau khi Ngân đã cắt khoanh nè mọi người, gọt vỏ cắt khoanh nè, bây giờ Ngân sẽ xiên nó ha. Không biết xiên sao luôn á. À trời, khó xiên quá vậy. Nè, nhìn nó hơi bị mỏng manh ha, nhưng mà chắc lát cho thêm đường thì ok. Đã áo đường bên ngoài rồi và Ngân để khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đó mọi người. Nhưng mà Ngân vẫn thấy là nó không có được cứng á mọi người. Không biết là Ngân làm sai cái chỗ nào, tại vì Ngân cũng đã làm theo cái công thức Ngân đã xem trên mạng thôi.
chứ Ngân cũng không rành làm cái này. Thì ở đây Ngân có cho một lớp sữa lên nữa nè. Ngân thấy nó vẫn còn ướt ướt rồi mọi người ơi, không đặc lắm, mặc dù Ngân để một tiếng đồng hồ rồi. Thôi thì mình ăn luôn ha, rút kinh nghiệm lần sau chứ biết sao giờ. Đây. Mặc dù nó không có được cứng á mọi người, nhưng mà cái đường nó áo ở bên ngoài á, nó ngọt ngọt, dâu thì nó chua chua, nói chung là kết hợp thì rất là ngon. Có bạn nào đã từng làm thành công cái món này chưa? Nếu như mà mọi người ai đã làm thành công rồi á thì hãy comment bên dưới cho Ngân biết cái công thức để Ngân làm lần thứ hai, Ngân sẽ làm nó ok hơn nha mọi người. Thật sự là có cái lớp đồ bên ngoài á mọi người, nó ngon hơn rất là nhiều. Không thiệt. Trời, nó còn có sợi luôn nè mọi người thấy không? Bây giờ Ngân ăn cái trái cherry nha. Cái trái cherry á mọi người, ngào đường bên ngoài á, ăn thì nó sẽ không ngon, nên mọi người đừng, Ngân nghĩ mọi người đừng nên thử. Tại vì á, bỏ đường ngoài sao tự nhiên cái nó mất cái mùi cherry mọi người ơi. Dầu với nho thì áo có lớp đường bên ngoài thì lại rất là ngon. Sao Ngân thấy trên mạng người ta làm dễ lắm mọi người không? Thấy làm đơn giản lắm. Rồi gái giòn lắm. Đúng là thấy dễ mà không dễ. Mọi người cho thêm một lớp sữa đặc lên trái cây ấy, mọi người cũng thấy ăn cũng dậy mùi lắm á, cũng thơm lắm á. Ngân sẽ cố gắng nghiên cứu tiếp, Ngân sẽ cố gắng nghiên cứu tiếp cái này và nhất định sẽ quay lại lần sau và hy vọng là sẽ thành công. Cái dầu này nó chua. Mặc dù có một lớp đường ở bên ngoài mọi người mà nó vẫn chua. Mà khi cái trái kiwi Ngân mua nó bị chín quá, Ngân không có xiên vào cái que này được. Cho nên là cái trái kiwi đó Ngân không có bỏ vô ngào đường được, nó ăn luôn rồi. Cái đường mà Ngân áo ngoài mấy cái trái cây này nè thì nó lại bị chảy xuống với cái dĩa này hết mọi người. Nó chảy xuống như đây hết trơn luôn.
Ngân xin phép dừng cái video clip hôm nay lại đây nha mọi người. Nếu như mà mọi người có cái công thức của cách làm món này mà đã thành công rồi thì hãy comment bên dưới chia sẻ cho Ngân để lần sau Ngân có thể làm được ok hơn và thành công hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.